Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, theo thông tư 37 do Liên Bộ Y tế và Tài chính ban hành, sẽ được áp dụng. Dự kiến mức giá mới của gần 2.000 dịch vụ y tế, bao gồm cả tiền lương, sẽ được điều chỉnh tăng. Đợt tăng viện phí này do chỉ mới áp dụng trong thanh toán y tế, nên vẫn chưa ảnh hưởng đến những người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Bộ Y tế dự tính chia nhỏ thành năm đợt điều chỉnh, trước mắt áp dụng tại những địa phương có tỷ lệ bầu phủ bảo hiểm y tế cao khoảng 95%.